Vậy tụi mình thử đi. Thử xong thì mình không còn là con nít nữa đâu. Ừ. Anh tin là thử đi. Thôi đi mà. Đừng có sợ, ở đây đâu có ai chứ. Thôi đi mà. Một lần thôi. Ok ok. Mau đi anh. Chịu đừng nói không. Chịu được. À. Mau đi. Được rồi được rồi. Ừ. Không hối hận chứ? Không hối hận. Nhắm mắt lại đi. Ừ, không nhắm. Thử nha. Vậy thử đi. Chơi. Bấm mít luôn. Thôi đừng đánh bom nữa, chán lắm rồi á. Hôm nay chơi bom bom chiến đi, không chơi bom đi đặt bom nữa. Được không? Sẽ tắt đi farm bom đâm tay nha. Nhưng mà vẫn lúc đầu vẫn phải đi đặt bom đồ à. Rồi vẫn phải đi đặt bom đồ thôi. Má TA nè, khó nè, lên này khó nè. Đánh 161 match, 85 win, 4 trận TA, 4 win 8. Bao nhiêu con đặt bom. Mình che là phế chết luôn á. Chút nữa nha, tôi farm Midas xong rồi lên đồ đâm tay bắn. Đầu tiên thì vẫn phải cứ sâu riêng dày máu đã. Xong rồi mua cái Midas vô. Farm cháy máy luôn. Chơi con này cái stat thấp các bạn. Chơi con này cái stat Goblin thấp. Nên các bạn coi cái ô của tôi nè thấy không. Bình thường mấy thằng booster khác. Như hôm nay tôi quýnh một trận gặp con mọt này smurf nè. Mọt quýnh như cái máy luôn các bạn, nhìn nó quýnh này đó. Cái ô nó to. Cái ô này nó to. Mọt flinh mà win suýt. Win test 100% 7 game. Let's go. Mày chết của mẹ. Mày nè nhóc. Ui chạy. Chết.